Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục chăm sóc sức khỏe của kênh Mẹo Sống Khỏe VTT7. Tuyệt chiêu điều trị rối loạn tiền đình ngay tại nhà, hiệu quả cao mà không cần dùng đến thuốc Tây. Tiền đình là một hệ thống thuộc hệ thần kinh, nằm ở phía sau hai bên ốc tai, có nhiệm vụ chính là duy trì tư thế, dáng bộ, phối hợp cử động mắt, đầu và thân mình. Khi mà chúng ta di chuyển, cúi hay là xoay người, tiền đình sẽ nghiêng lắc theo các động tác này để giữ tư thế thăng bằng cho cơ thể. Rối loạn tiền đình là bệnh lý gây ra trạng thái mất cân bằng về tư thế, khiến cho người bệnh thường xuyên bị chóng mặt, hoa mắt, ù tai, buồn nôn, đi đứng lảo đảo. Bệnh rất hay tái phát, ảnh hưởng tới công việc cũng như là chất lượng cuộc sống. Chữa rối loạn tiền đình bằng đông y là một trong những phương pháp hiệu quả trong việc điều trị bệnh tiền đình. Phương pháp đông y tuy không mang lại hiệu quả tức thời như là tây y, thế nhưng lại có hiệu quả lâu dài và không tái phát. Mẹo Sống Khỏe VTT7 xin mách bạn cách chữa bệnh rối loạn tiền đình bằng nguyên liệu tự nhiên hiệu quả nhất hiện nay. Các bạn hãy cùng tham khảo nhé. Đầu tiên là nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị, chính là khoảng 150g lá đinh lăng tươi. Theo các nghiên cứu, cây đinh lăng có tác dụng tốt trong việc chống dị ứng, giải độc, giảm mệt mỏi và tăng cường sức dẻo dai cho cơ thể. Việc sử dụng cây đinh lăng thường xuyên, đặc biệt là phần lá, sẽ giúp giảm các triệu chứng mệt mỏi, căng thẳng, lo âu, stress do rối loạn tiền đình gây ra. Ngoài ra, các hoạt chất có trong cây đinh lăng còn có tác dụng tăng cường hoạt động của bộ nhớ. Đối với những người bệnh rối loạn tiền đình, đinh lăng giúp làm giảm các triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt. Nó giúp cho cơ thể khỏe mạnh, ngủ ngon giấc, tinh thần thoải mái hơn. Với phần lá này thì cách các bạn thực hiện như sau. Bạn chuẩn bị cho mình một chậu nước sạch. Bạn cho lá đinh lăng vào và rửa thật sạch đi cho mình. Giờ thì bạn có thể vớt đinh lăng ra và để ráo nước đi. Khi mà đinh lăng đã để ráo nước rồi thì mình sẽ thái nhỏ nó ra và cho nó vào một son. Chúng ta sẽ sao để lá đinh lăng khô vàng là được. Các bạn hãy cùng quan sát nhé. Lá đinh lăng như thế này là sắp được rồi đấy. Bây giờ mình sẽ đun thêm một chút nữa là được. Khi mà lá đinh lăng đã được rồi thì mình sẽ đổ nước vào trong son này. Mình sẽ đổ khoảng 500ml nước lọc vào trong son và tiếp tục đun sôi nó lên nhé. Khi mà nồi nước đinh lăng của bạn đã sôi thì bạn cho nhỏ lửa và đun thêm khoảng 3 phút nữa là có thể tắt bếp đi. Đây chính là nồi nước lá đinh lăng của chúng ta sau khi đã được đun xong. Và ở cách làm này chúng ta chỉ sử dụng phần nước thôi. Mình sẽ gạn nước đinh lăng ra một cái cốc nhé. Đây chính là cốc nước mà chúng ta cần cho cách điều trị bệnh tiền đình tại nhà này. Với cốc nước đinh lăng có thể dùng uống hàng ngày thay cho nước. Đôi khi không chỉ là thuốc nam chữa bệnh, rối loạn tiền đình mà còn có tác dụng tăng cường sức khỏe,
chữa nhiều bệnh khác, cho nên cả gia đình đều có thể uống. Hy vọng là với những chia sẻ này, bạn sẽ biết thêm bài thuốc nam chữa rối loạn tiền đình gần gũi và quen thuộc quanh chúng ta. Chúc các bạn thành công và luôn mạnh khỏe. Video của mình đến đây là kết thúc. Hy vọng rằng video của mình hữu ích với các bạn. Chúc các bạn sống vui, sống khỏe.